các bạn, tôi là Đức Hải, một người làm thiết kế thời trang đến từ Học viện Thiết kế Thời trang IDM Paris. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một dáng người cơ bản trong thiết kế thời trang với tỷ lệ chuẩn và đẹp. Đây là tỷ lệ mà các nhà thiết kế thời trang thường sử dụng cho các bản phác thảo thiết kế hoặc các bức vẽ minh họa thời trang. Cái clip này tôi thực hiện là clip đầu tiên nằm trong dự án của Học viện Thời trang IDM Paris, một dự án hướng dẫn và chia sẻ kiến thức liên quan tới ngành thiết kế thời trang, như là các kiến thức vẽ minh họa thời trang, làm mẫu dập trong thời trang, phong cách thời trang, phát triển ý tưởng trong thiết kế thời trang, kinh doanh thời trang và rất nhiều kiến thức bổ ích khác. Vì chúng tôi biết rằng đang có rất nhiều các bạn đam mê thiết kế thời trang nhưng vì không có điều kiện theo học tại các trường đào tạo, các bạn có thể đến với IDM Paris trên kênh YouTube này để có thể tự học các kiến thức liên quan đến chuyên ngành thiết kế thời trang. Và nó hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí. Quay lại nội dung bài học hôm nay, cách vẽ dáng người cơ bản thời trang với tỷ lệ đẹp và chuẩn nhất. Đây sẽ là phần kiến thức cơ bản đầu tiên nếu các bạn muốn học vẽ minh họa thời trang cũng như thiết kế thời trang. Tôi sẽ dùng phương pháp dạy đơn giản nhất để bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được bản vẽ đẹp sau khi xem hết clip này. Để thực hiện bài học này, các bạn cần các thứ sau. Một tờ giấy vẽ. Ở đây, tôi có một tờ giấy vẽ A4 thông thường màu trắng. Một bút chì. Các bạn có thể dùng bút chì gỗ hoặc bút chì kim và có độ cứng khoảng từ 2 đến 5B. Ở đây tôi có một chiếc bút chì 5B. Chúng ta biết rằng bút chì thường được đánh dấu ký hiệu là B hoặc H. Những bút chì H là những bút chì cứng, số H càng cao thì độ cứng càng lớn. Còn bút chì B là những bút chì có độ mềm hơn và số B càng cao thì sẽ cho ra nét bút chì càng đậm và mềm. Thông thường người ta sẽ dùng bút chì H để vẽ những nét mảnh và mờ, còn bút chì B để vẽ những nét lớn và đậm. Tiếp theo là chúng ta cần một cục tẩy hoặc là cục gôm để có thể cần tẩy khi mà chúng ta vẽ những nét chưa được mong muốn. Tiếp đó là một chiếc thước kẻ với đơn vị là cm. Ở đây tôi có một cái chiếc thước kẻ vẽ kỹ thuật. Các bạn có thể dùng thước kẻ của các bạn, thước kẻ thông thường là được. Và chỉ cần những dụng cụ này thôi là chúng ta có thể bắt đầu bài học được rồi. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Trước khi vẽ dáng người, chúng ta cần hiểu một chút về tỷ lệ. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một dáng người mẫu là nữ. Và tỷ lệ của dáng người thường được tính bằng đơn vị chiều cao của đầu người bức hình đó. Thông thường, các nhà thiết kế sẽ vẽ dáng người có tỷ lệ là 8 hoặc 9 đầu. 8 đầu thì sẽ sát với tỷ lệ của người thật hơn. Và khi ta sáng tác các cái mẫu thiết kế trên tỷ lệ này, chúng ta sẽ có cái nhìn sát nhất, giống nhất với sản phẩm khi lên thực tế. Nhưng để có một cái bức hình minh họa nhìn đẹp hơn, ấn tượng hơn, thì các nhà thiết kế hoặc người vẽ minh họa thời trang có thể vẽ tỷ lệ dáng người là 9 đầu. Và rõ ràng dáng người này nhìn sẽ cao hơn, nhìn như kiểu là siêu mẫu đó các bạn. Và bài học này thì tôi sẽ vẽ dáng người kiểu siêu mẫu với tỷ lệ là 9 đầu các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ xác định chiều cao của phần đầu. Ở đây tôi sẽ đặt là 2,5cm. Đây, 2,5cm. Từ đây đến đây.
Cái số này thì nó tùy thuộc vào các bạn để căn làm sao cho cái tỷ lệ tổng thể của nó hợp lý với cái bố cục của khổ giấy. Chúng ta hãy thử tính nhẩm 2,5 nhân với 9 thì sẽ được là 22,5. Đây, 22,5 là từ trên này cho đến đây. Và tôi ướm vào bố cục của tờ giấy này thì tôi thấy đây sẽ là tỷ lệ nhìn tương đối hợp lý so với khổ giấy này. Giờ tôi sẽ vẽ các đường nằm ngang đánh dấu các khoảng tỷ lệ. Mùa hạ lại đến khắp đất trời và mang bao ánh nắng chói chang cho sáng ngời muôn nơi ơi nào gạt bỏ đi hết Trên tờ giấy này thì bao tôi sẽ rối vẽ bời hai hình, mang một theo hình tiếng ca là vút cao cho sáng ngời đằng muôn trước của nơi mẫu và hình bên này sẽ là mặt sau của mẫu. Và để được trước khi vẽ hai hình này thì tôi sẽ vẽ hai cái trục chính của cơ thể. Đây là trục cho nhìn từ phía đằng trước và đây là trục cho phía đằng sau. Tôi sẽ vẽ các đường nằm ngang các bạn nhé. Những ngày bao âu lo luôn khiến ta rối bời, chẳng còn giây phút sẽ chia bao điều hạnh phúc. Cả đi bộ bề lo âu để sống đưa ta gần bên nhau. Cho nàng tràn bờ vai gió nhẹ khúc hát bên ta. Sau đó chúng ta có thể đánh số vào đây để cho nó dễ nhìn. Không, một đầu này. À, ok, để vẽ được phần đầu chúng ta phải xác định được chiều ngang của đầu. Chiều cao của đầu thì sẽ bằng chính khoảng cách này, là khoảng cách chúng ta vừa đặt ra. Chiều ngang của đầu sẽ có tỷ lệ thường bằng 3 phần 4 chiều cao của đầu, tức là độ rộng của đầu sẽ bằng 3 phần 4. Và đây chiều cao là 2,5. Tôi sẽ chọn chiều ngang là 1,6 cm. Cái chiều ngang này thì các bạn có thể tùy tùy chọn nhé. Vì chiều ngang càng lớn thì cái khuôn mặt sẽ càng trông sẽ tròn hơn. Còn chiều ngang hẹp thì trông cái mặt, cái khuôn mặt nó sẽ dài hơn. 1,6 chia 2 thì là 8 mm một bên. Các bạn căn làm sao cho chính giữa. Sau đó chúng ta kéo thẳng xuống. Ta được cái khuôn của khuôn mặt. Bây giờ chiều dọc này chúng ta sẽ chia làm 3. Các bạn chưa vẽ quen thì các bạn có thể dùng thước để ta vẽ các đường gióng ngang. Vẽ quen rồi chúng ta có thể vẽ bằng tay vì nó cũng ngắn. Sau đó chúng ta vẽ phần đỉnh đầu. 1/3 này sẽ là đỉnh đầu. Phần này sẽ là phần các bạn đánh chéo vào một chút thì nó sẽ là phần xương gò má. Và sẽ chéo vào đây sẽ là xương quai hàm. Vì mặt mà sẽ có một chút vi lai thì các bạn đánh chéo vào đây. Như vậy là chúng ta đã có một có cái hình của một khuôn khuôn mặt rồi đấy. Tổng chiều dài của mặt chúng ta sẽ chia đôi. Và phần chia đôi này sẽ chính là độ cao của mắt, hai mắt. Như vậy là chúng ta sẽ đã xong được phần đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp xuống phần dưới. Khoảng đầu thứ hai chúng ta sẽ chia đôi. Và chúng ta sẽ vẽ đường ngang vai, hay là gọi là rộng vai.
rộng vai ở đây thường sẽ là 1,5 cho đến 2 đầu. Ở đây rộng vai tôi sẽ tạm lấy là, tôi sẽ lấy là 4cm để cho nó dễ chia. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ đến phần vai, xuôi vai. Để vẽ xuôi vai, khoảng cách bạn vừa chia đôi của đầu thứ hai, chúng ta lại chia đôi tiếp ở phía trên. Sau đó nối với hai đầu vai. Chúng ta vẽ luôn phần cổ. Giống thẳng. Từ xương quai hàm xuống. Sau đó ta uốn cong để góc cho nó bề mặt. Phần eo sẽ nằm ở vạch số 3. Và độ rộng của eo sẽ bằng một đầu. Một đầu là 2,5. Độ rộng của eo là 2,5 cm. 2,5 chia đôi thì mỗi bên là 1,25. Eo như này cho nó nhỏ các bạn nhé. Như eo của siêu mẫu luôn. Ta gióng thẳng từ đầu vai xuống thì ta sẽ được hông. Hông sẽ bằng vai. Tại vị trí của đầu thứ 5, các bạn chia cho tôi thành 4 phần bằng nhau. Và điểm 1/4 của đầu thứ 5 chính là vị trí của háng. Khoảng cách đầu thứ 4 là chia đôi phần hông, nối xuống như này. Chú ý là phần háng này chỉ có độ rộng khoảng 2 cho đến 3 mm. Nhỏ thôi các bạn. Đó. Từ đây chúng ta sẽ nối thẳng phần háng xuống tận đầu thứ 9. Thẳng xuống các bạn nha. Ở đây chúng ta sẽ có 4 khớp chính là khớp vai. Các bạn xoay tròn cho tôi. Khớp gối. Và bây giờ chúng ta sẽ bo mềm mại các đường này. Đấy, vào phần eo chúng ta vào hơn một chút nữa cho nó nhỏ. Đi xa đây là cái phần xương hông này các bạn. Phần đùi chúng ta sẽ đánh gọn vào, nhỏ vào phía dưới khi gặp đầu gối. Phần đùi trong cũng vậy, đánh nhỏ vào một chút đấy. Phần ống chân ta đánh ra một chút, sau đó lại thắt nhỏ lại. Tiếp giáp giữa phía dưới đầu số 8, tức là sang phía đầu số 9, thì đây sẽ là vị trí
mắt cá chân. Và đây là bàn chân. Chân ta vẽ hình dáng như thế này để sau này chúng ta có thể vẽ, các bạn có thể vẽ dày vào đây. Ví dụ các bạn chỉ vẽ một cái đường cong như này thì nó đã ra cái chân đang là đi cái dày. Phía trên chúng ta vẽ hai tay bằng cách gióng thẳng xuống, đi qua đầu thứ tư đến giữa đầu thứ năm. Cái phần bàn tay chiếu thẳng phần tai xuống hoặc là cạnh của độ rộng của đầu xuống phía dưới thì ta sẽ xác định được đỉnh ngực tại đầu thứ hai. Và để vẽ ngực thì các bạn vẽ cái hình tròn như này. Ở đây cái vai này ta sẽ đánh tròn và ta vẽ sẽ vẽ tay ra một chút bắp tay. Chỗ này là khuỷu tay ở đầu giữa đầu thứ ba và đầu thứ tư. Ngón tay cái này. Đây là các ngón tay tay trỏ. Phần tay này thì sẽ có một bài tập riêng để vẽ đặc tả các phần tay. Phương pháp của tôi dạy là phương pháp đi lên từ cơ bản, tức là dựng hình sử dụng các bạn có thể thấy là sử dụng các cái đường thẳng. Bởi vì chúng ta dựng theo phương pháp này thì cái hình nhìn nó sẽ rất là chắc. Đây là phương pháp mà những ai học trong các trường mỹ thuật đều sử dụng. Và khi các bạn đã vẽ một cách thuần thục cái phương pháp này rồi thì chúng ta có thể phát triển lên những cái mẫu khác, cái dáng người khác uyển chuyển hơn. Khi ta dựng được các đường thẳng như này thì nó có những cái điểm là sẽ là các cái đường cong. Thì sau đấy chúng ta dựa trên các cái đường thẳng như thế chúng ta sẽ chỉnh lại nó thành các đường cong. Thì các bạn có thể thấy là đây tôi mới vẽ qua thì cái tổng thể là nhìn một cái người mẫu rất là có dáng, rất là chuẩn. Và với tỷ lệ rất là đẹp. Cái bản này tôi sẽ đưa vào cái phía dưới của cái clip này sẽ có một cái đường link để có cái file này các bạn có thể lấy ra và các bạn dùng luôn. Thì tôi để luôn các cái đường gióng như thế này để mà các bạn có thể hiểu rõ được cái cách vẽ cơ bản là như thế nào. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái dáng người cho người mẫu nữ và mặt trước. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tiếp mặt sau. Để vẽ dáng người nhìn từ phía sau thì chúng ta sẽ vẫn áp dụng các cái bước vẽ và tỷ lệ như dáng người nhìn từ phía trước. Nó chỉ có khác về mặt chi tiết, còn tỷ lệ chúng ta vẫn giữ nguyên như cách vẽ ở mặt trước. Tôi sẽ vẽ phần đầu. Vì là nhìn từ phía sau thì chúng ta sẽ vẽ phần cổ nổi lên phía trước. Chúng ta sẽ nhìn thấy phần cổ mà không nhìn thấy, tất nhiên là không nhìn thấy các cái chi tiết ở phía trước mặt rồi.
giáp giữa cổ với cả đầu. Và đây là tẩy cái phần cái này này. Đây là phần mông này, phần tròn của cặp mông. Như vậy là tôi đã vẽ xong mặt sau và mặt trước của dáng mẫu dành cho để các bạn vẽ maquette thời trang. Thì như tôi đã nói, đây là phương pháp dựng rất cơ bản với các cái đường thẳng để các bạn hiểu được cái nguyên lý của hình họa. Để đây là phương pháp gọi là dựng hình. Và các bạn nếu luyện tập theo cái phương pháp này thì các bạn sẽ sau này phát triển các cái dáng phức tạp hơn thì chúng ta cũng sẽ hiểu được nguyên lý. Từ các cái đường thẳng, đường gióng như thế này thì chúng ta vẫn có thể tạo ra các cái sự mềm mại, uyển chuyển cho cái hình mẫu của chúng ta. Ví dụ như phần đầu chúng ta cũng chỉ cần vẽ tròn như này thôi, còn sau này tùy vào từng cái mẫu thiết kế thì chúng ta sẽ tạo các cái kiểu tóc khác nhau dựa trên cái form đầu như thế này. Các phần chi tiết khác tôi sẽ thực hiện tại các clip tiếp theo. Các bạn hãy chú ý xem và theo dõi các clip mới khác. Nếu thấy cái clip này bổ ích và hay thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ clip này cũng như đăng ký tại phía dưới, tại nút bên này của kênh YouTube IDM Paris, một kênh YouTube dạy về thiết kế thời trang luôn miễn phí các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và quan tâm.